Quán ốc này giá cả bình dân, cam kết 100% là ốc với hải sản tươi sống nhập trong ngày. Nếu phát hiện có vấn đề gì, thay đổi món đó. Một phần trong cái món đó bị hư hại gì đó thì mình sẽ đổi món khác. Địa chỉ là số 40-104, đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, bán từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ khuya hôm sau. Thật sự là menu ở đây rất là nhiều món nha mọi người, hơn 100 món, từ những món lẩu, mấy món ăn no như là cơm mì, tới món nướng rồi hải sản, rồi các loại ốc, có ốc len, ốc bulot, ốc chét, ốc bu, ốc mỡ, ốc móng tay vân vân. Giá dao động từ 69.000 trở lên. Mọi người có tin không, nguyên cái mặt hải sản này 249.000. Mình thấy là 3-4 người ăn cũng được luôn. Trong đây thì gồm hàu sống, tôm sống, ốc hương, sò huyết, nghêu bạch tuộc, vỏ bu. Quán này thì mới mở có 15 ngày. Trên cái mặt bằng chung con đường này á, thì riêng cái quán ăn là đầu tư về không gian, bàn ghế, quán cũng mới mở thì nhiều khách họ không biết, họ tưởng giá sẽ cao nhưng mà giá là rất là bình dân như cái quán khác thôi, thậm chí là rẻ hơn so với mặt bằng chung nữa, nhưng mà chất lượng đồ ăn thì rất là ok, tại vì anh chủ chỉ nhập đủ số lượng để bán, còn nếu mà ăn không hết thì mấy bạn nhân viên sẽ tự xử lý. Đồ ăn mình nhập tươi sống hết trong ngày, số lượng vừa đủ để bán hết trong ngày, nếu mà bán không hết thì nhân viên tự xào nấu và ăn. Đối tượng khách hàng mà quán hướng đến là sinh viên, các gia đình, người có thu nhập trung bình. Quán cũng đang dần đầu tư về cây xanh để về lâu dài thì nó thoáng mát hơn, không gian thì khoảng 1000 m² phù hợp để tổ chức sự kiện hay sinh nhật, quán sẽ miễn phí cái phần trang trí luôn. Hôm nay thì mình gọi khá là nhiều món, các loại nước sốt như là mắm me, cuốn muối, chế tỏi vân vân. Trời ơi, cái càng ghẹ nó bự nè, có 79.000 thôi đó. Phở ốc hương trứng muối này thì 85.000, đậm đặc, có kết hợp với bắp ăn giòn ngọt nữa. Ngoài những món ốc thì như mình đã kể có hơn 100 món, có những món hơi đặc trưng xíu như là heo rừng nướng, bò tôm muối kiến. Như anh chủ đã chia sẻ, mọi người có thể yên tâm là nếu phát hiện vấn đề gì về món ăn thì sẽ đổi món khác cho khách, và anh cũng luôn mong muốn lắng nghe và tiếp thu những đóng góp của khách để quán ngày càng tốt hơn. Và nếu như bạn mê ốc thì nhớ lưu lại cái quán ốc Nam Việt này nha.